3 4 đúng rồi, đặt riêng thân xuống. Rồi, cứ như trái qua bên, trái. Bây giờ tới phần là tập nâng cơ thể. Ok. Cơ thể của chân quan trọng nha. Này là chân mình đó. Mình nhờ nó dập cơ thể mình đi theo nó. Nha. Trước tiên. Lóng chân lên, đuôi gót lên trên. Chân. Quá, rộng quá mình. Chân bằng vai. Lóng lên. Xuống xuống. Rồi. Dũng bóng chân mình, nâng cơ thể mình lên. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nâng cơ lên, đúng rồi. Có không được chạm đất, thì là mình không được chạm đất. Đúng rồi, thôi, nha. Chú ạ, nâng cơ lên, chứ không có hết cái ngoài này. Dũng chạm đất là nâng cơ lên. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Còn mình hết cái dài mình là hết. Chạm đất là nâng cơ lên. Nha, mình hết cái dài mình là hết. Rồi, đứng tư thôi. 1, 2, thêm nhiệm, phải tăng cái lòng nhanh. Thôi, 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 hết chủ. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quay chặt đi, mình nhảy á là mình nhớ được cho đến di chuyển vị trí mình, tập cố định để mình giữ lại cái độ quyến rũ
chân mã cùng cho một cái nhàn thôi cho thì cứ chơi một cái gì rồi và khi mình di chuyển là muốn mình đào tạo chân mã cùng anh thôi là mình cứ quay tất cả đi mình làm cái chơi rồi phải nhấn nhịp 1 2 1 2 1 2 khi nó quen rồi mình sẽ tập di chuyển ha để sau này những cái đoạn mình quên là mình chỉ bằng phía chân chứ mình không nhấn lòng phía chân nha. Rồi, hang hai chân rộng hơn vai. Cũng bài giống như đưa cơ thể luôn mà mình hang rộng hơn. Sau này cái cứng nó là hang rộng hơn để mình tập luyện. Bài tập này là mình tập xuống cơ thể cho nó quen. Bài hai là mình tập cứng vô cái người ha. Nó cao hơn, rồi nhảy lên, đổ. Rồi, nhảy chân lên. Anh không thích cái bài này nha. Anh cứ bằng, cứ lên như là nó đưa lên nè ha. Đánh đưa người ta giống như là mình đang nhích người mình lên. Rồi nghĩ đi. Đúng lắm. Rồi. Đây là muốn cho lên mình hít cái vai mình lên nha. Khi hít cái vai lên là nâng cơ thể mình theo. Là cái chân mình không có dùng dư lực hết. Nè mình dồn toàn bộ cái lực mình là trọng lượng mình xuống cái ngón chân mình để nhảy lên. Nha. Đừng có rộng quá dũng, vừa dùng sử dụng. Chưa quen. Rộng thì là họ không ra đoạn được. Mà vậy là được vừa. Nha. Đứng lên. Rồi đứng lên. Đứng lên đứng đi. Rồi làm lại. 1 2 1 2 mình điếm đi cho nó hơi nhẹ. 1 2 1 2 1 2 mình di chuyển quen cái nhịp rồi muốn mình mới di chuyển nhanh hay chậm được. Rồi mình chưa quen cái nhịp thì mình khi mình di chuyển ra đòn nó không có được. Dù khi để mình lên thì mình ra đòn là không có được. Rồi nghỉ nghỉ đi nghỉ đi. Một bài nó thấy đơn giản nhưng mình không được cho thay đổi vị trí. Là mình tập cái chỗ này thôi. Chứ mình tập hồi cái người mình nó đảo lên thế xuống đấy. Cái sự cân bằng của người mình nó không có. Mình nâng người mà nó bị sao đảo thì mốt mà lỡ gì mà mình ra đòn hay mình di chuyển là người mình đảo thì mình ra đòn không có chính xác được và cái lực đòn nó không có nha. Mình tập giữ yên một chỗ khác chân chút xíu ví dụ nó hơi rộng thôi vừa vừa thôi rồi mình chưa quen mà nha. Đúng rồi. Nhảy cái này dễ là nhảy dọc vai cho hơn vai được chứ mà nhảy bằng vai vậy không nhảy bằng vai thì để mình lấy cái người quen với mình rộng thôi được lúc mình di chuyển nó vậy ha. Mình đang tập cái nhịp cho nó điện nó quen nha. Một lý là sáng động này nha. Rồi có lý đó nha. Rồi. Ok. Ha. Anh em lý nha. Chân trọng hơn vai. Mặt hướng về bên chân phải mình đối thủ nha. Rồi mình cứ giống vậy luôn. Đưa ngón chân lên. Đưa ngón chân lên. Đưa xuống nhúc. 1 2 1 2 1 2 1 2. Đó giống như mình đang gặp đối thủ mà đang chúng rồi mình đang chuẩn bị ra đòn đi đó nha. Đều thì đối thủ đúng biết làm sao lúc ra lúc nhận nó biết nghe có cảm được là muốn ra đòn hay không. Chứ phải nhiều nha, không cần nhanh đâu, chậm đều thôi. Ok quá, một quá. Rồi nghỉ đi. Tập bài nhịp chuyển lên xuống để mình phản đòn là đủ đòn ha. Ngay một vai nếu hãy lên nha, anh đem nhịp một chỗ đi. Rồi, rồi nghỉ, lui, rồi anh quay lại đi. Nó quen. Và lần thứ hai là mình chuyển sang một đường thẳng để tạo cái cảm giác cho những cái bàn chân mình di chuyển nha. Lặp lại, quen. 1 2 3 4 5 lên. 1 2 3 4 5 lên. Nó là một đường thẳng nha, nó không được một cái xéo nha. Rồi sau này mình di chuyển thì mình ra đòn đánh nó là một đường thẳng này. Rồi, hết. 1 2 3 4 5 lên. 1 2 3 4 5 lên. Mình di chuyển là những cái gót chân nó đưa người mình lên, không được để gót chân là mình đặt dưới đất nha. Ví dụ nè, 1 2 3 4 5 lên. Là di chuyển những gót chân nó đưa người mình lên. Rồi lên. 1 2 3 4 5 lên. 1 2 3 4 5 lên. Lên.
đều. Anh em phải nhịp nó đều nha. Từ khi thấy 5 cái nhiều 3 cái nhanh, 2 cái chậm, 2 cái nhanh, 1 cái chậm là không được. Phải đều. Cứ như lúc chạy trên là phải đều nha. Cắt bỏ cái cây đi. Còn lại. Khi mình di chuyển á là hai cái chân mình nó cùng đều lên và cùng đều xuống. Đừng để mà giống như lên trước này lên sau là không được. Mình cứ cứng mà đi sau nó chắc. Ha. Và khi mình né đòn ra mình di chuyển đòn ra. Ok, rồi, kết thúc bài tập 3 bước căn bản tập Taekwondo. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.